Spy Room đã có group Facebook. Nhưng sao nó lạ lắm? Bruh. Bạn có thể tham gia các thảo luận văn minh. Người anh em ở đâu? Về nhiều kiến thức và sự kiện thú vị. Hey. What the? Bruh. Chất lượng newsfeed của bạn có thể tăng lên 1100. Hoặc không. Tham gia chúng tôi biết chúng tôi không biết gì hôm nay để không bỏ lỡ một drama hay bất cứ thảo luận nào. Do it. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spider Room. Đây là bài viết ống hút cỏ giấy hay ống hút nhựa của tác giả là HB Ngọc 1909 đăng tải trên spiderroom.com. Còn mình là Nam, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Bạn có biết ống hút thuở sơ khai cũng làm bằng cỏ khô? Năm 1888, Mervyn Stone đăng ký bản quyền ống hút nhân tạo đầu tiên tại Mỹ từ giấy có phủ paraffin để chống thấm. Và từ đó, ống hút giấy đã được dùng gần một thế kỷ cho đến khi ống hút nhựa xuất hiện vào thập niên 1960-1970. Trên mạng có rất nhiều thông tin về lịch sử ống hút lắm, nhưng mà trong bài này, mình sẽ cố giải thích cho các bạn vì sao đôi khi mình cũng cần ống hút và đồ dùng một lần, nhưng không thường xuyên như bạn nghĩ đâu. Nếu bạn quan tâm đến môi trường, thì mình cũng không cần chuyển qua ống hút thủy tinh, ống hút inox hay ống hút cỏ đâu, tại vì mình dùng miệng được mà. Tại sao chúng ta cần dùng ống hút và dùng xong rồi bỏ thay vì dùng lại? Đầu tiên thì mình cần trả lời câu hỏi này ha. Sao mình phải dùng ống hút? Tại không có ống hút thì mình không ăn uống được à? Không phải vậy. Nhiều khi mình cần ống hút để hút những chất lỏng, đồ ăn mà mình không thể đổ, hấp trực tiếp bằng miệng được. Ví dụ như hộp sữa của tụi con nít đem đi học đó. Có một cái lỗ bé tí để cắm ống hút để tránh đổ sữa ra người cái bọn nghịch ngợm này nè. Nên dùng ống hút thì tiện hơn. Hoặc là mấy thứ sinh tố đặc biệt, hoặc là để hút trân trâu trà sữa nữa. Nhiều bệnh nhân cũng cần dùng ống hút để tự uống nước, sữa mà không bị sặc như khi dùng ly bình thường. Bạn nào bị nhổ răng hoặc mới mổ amidan thì cũng vậy. Và để tiện cho nhiều tư thế lúc nằm trên giường bệnh nữa. Ống hút đưa chất lỏng vào trong cuống họng luôn, nên nó không làm dơ khoang họng nhiều. Nhưng vì lý do này, nên bạn nào có con cái uống trà sữa hút trân châu, rau câu cũng phải hết sức cẩn thận. Về viên trân châu, rau câu khi hút mạnh có thể gây mắc nghẹn và hút vào khí quản gây ngạt thở nha. Phụ nữ tô son cũng ngại uống trực tiếp do sợ để lại dấu son trên ly hoặc làm trôi son, mất đẹp. Còn lại thì thật ra, chúng mình đều có thể uống trực tiếp mà không dùng ống hút. Nhưng mà, cuộc sống bận rộn cùng với trào lưu xã hội tiêu dùng đã xây dựng nên mốt take away, tức là đồ mang đi, mà điển hình là cơm mang đi, đồ ăn mang đi, cà phê mang đi, hay là cái gì cũng mang đi. Và luôn luôn đi kèm với những cốc cà phê, trà sữa mang đi này chính là ống hút. Đặc trưng của người châu Á, mà thật ra là toàn thế giới, là thích ăn vặt lắm. Lúc nào cũng phải có cái gì đó bỏ vào mồm như xoài lắc, cốc lắc, trà sữa, xin dâu. Mình hồi đó cũng ăn vặt dữ lắm nên mình biết. Nhưng mà riết sau này thì cái gì cũng mang đi, chứ không còn ngồi ăn quán nữa. Nhiều khi cũng buồn, giờ đời sống hối hả nhiều, nên khi ngồi ăn cũng không được. Đồ mang đi thì thôi, toàn là đồ dùng một lần rồi. Vậy là nhiều khi mình cũng cần ống hút. Nhưng mà sao mình dùng một lần rồi mình bỏ mà không phải dùng lại? Tại cái hình dáng của cái ống hút đó bạn. Cái ống hút dài mà đường kính thì nhỏ, dao động từ 15-5mm, rất là khó để rửa sạch nếu không có bàn chải, cọ để cọ bên trong. Mình có thử rửa để xài lại ống hút trân châu loại lớn rồi, ngâm xà phòng rồi lắc đủ kiểu mà nó cũng không hết. Như vậy, bạn nào dùng kiểu ống hút dùng lại thì phải cọ rửa sau mỗi lần sử dụng nha, chứ không phải xả nước qua là sạch đâu. Đặc biệt là sau khi uống trà sữa, vì trong trà sữa có chất béo, nó không trôi đi được như nước đường đâu. Giống như ống nước nhà mình thôi, ống to hơn nhiều, mà mỗi lần dùng đều có dòng nước chảy qua, nhưng mà thường ống nước rất hay đóng cặn. Cho nên, mình xài ống hút một lần rồi bỏ đi, để lần sau mình xài ống hút mới sạch sẽ hơn, không phải hút vào miệng những cặn dơ của lần dùng trước đó, và tránh nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn nếu nhiều người dùng chung một ống. Và đây cũng là lý do mà người ta dùng tâm, chỉ nha khoa, kim tiêm, ống chích, túi máu hay ống truyền, chỉ một lần rồi bỏ đi là như vậy. Vì quá khó để tẩy rửa, mà mấy thứ này cũng nhỏ nhặt, nên người ta ưu tiên dùng mới thay vì dùng lại. Vậy tại sao người ta không dùng ống hút cỏ hay ống hút giấy nữa? Ống hút cỏ ngày xưa để lau trong nước uống thì bị bục, trả ra bã, mà lại còn làm cho nước uống của bạn có mùi cỏ nữa. Là mình nghĩ mấy người ngày đó chắc sẽ biết bò hay ăn cỏ có vị gì. Ông Mervyn Stone sáng chế ra ống hút cỏ là để không có bị cái mùi cỏ đó nữa, mà lại sản xuất đại trà được. Và từ năm 1889,
công xưởng của ông này đã sản xuất ra 2 triệu ống hút mỗi ngày, tính ra là 700 triệu ống hút mỗi năm. Cũng đâu phải là ngày xưa thì tiết kiệm hơn ngày nay gì đâu, chẳng qua là do dân số lúc đó vẫn còn ít thôi. Dân số thế giới tại thời điểm đó là tầm 1,5 đến 1,6 tỷ người, dân số của Mỹ là vào khoảng 69 đến 70 triệu người. Tuy đã là một bước tiến so với ống hút cỏ, nhưng ống hút giấy cũng sẽ bị bục, rã khi nhúng nước lâu. Ai hồi nhỏ có chơi mấy trò quấn giấy giả làm điếu thuốc ngậm ngậm thì sẽ biết là một hồi sau, giấy sẽ dính vô mỏ luôn và nó sẽ rã ra thành sợi nhỏ đi theo nước uống vào trong ruột. Quá trình sản xuất giấy cũng dùng rất nhiều hóa chất. Giấy càng trắng thì càng nhiều hóa chất, phụ gia. Nếu mình nghĩ các bạn cũng không có muốn dùng ống hút giấy đâu, ghê lắm. Ống hút nhựa xuất hiện như một người hùng, sạch sẽ, trơn láng, không làm thay đổi mùi vị của đồ uống. Cắm vào bình nước bao lâu cũng được. Ống hút nhựa rẻ, nhẹ, phải có 0,42 gram. Đã lỡ yêu Spy Room rồi thì subscribe ngay thôi. Và đừng quên bật nút thông báo để xem những video mới nhất từ nhà nhện nhé. Ngoài những nhược điểm về mặt công năng sử dụng kém hơn ống hút nhựa, hiệu năng sử dụng vật liệu thấp, tiêu tốn năng lượng khổng lồ cho quá trình sản xuất, giá thành cao không cạnh tranh nổi với nhựa đã khiến chúng phải lùi bước trước sự chiếm lĩnh thị trường của ống hút nhựa. Nhưng rất tiếc, những cảnh tượng nhức mắt của ống hút nhựa bị mắc trong lỗ mũi của một chú rùa biển, rác thải nhựa chủ yếu từ đống đồ ăn nhanh đầy rẫy trên các bãi biển đã khiến người tiêu dùng hiện nay quay lưng với ống hút nhựa. Với hàng trăm chiến dịch, hàng nghìn nhóm fanpage đưa ra khẩu hiệu No Straws. Miệng thì nói No Straw vậy thôi, chứ người ta đang rần rần đi tìm vật liệu thay thế để làm ống hút. Và chúng ta đang quay về với ống hút giấy, ống hút cỏ và giờ là cả ống hút gạo. Trước khi có mấy vụ này thì ống hút chỉ là một sản phẩm bình thường. Thậm chí lúc cần mua ống hút cho ông bà, nhiều người cũng còn không biết mình phải tìm ở quầy nào trong siêu thị, cửa hàng nào có bán ống hút. Bây giờ thì hàng chục doanh nghiệp được thành lập lên gọi vốn, tạo ra bao công ăn việc làm cho nhiều người. Lượng bán ra ồ ạt trong nước lẫn xuất khẩu với doanh số tỷ tỷ. Mặt trái của những sản phẩm thay thế này là gì? Trong các nguyên tắc về thiết kế, bảo đảm công năng là điều đầu tiên. Nếu một sản phẩm không được thực hiện công năng của nó trong thời gian yêu cầu, thì đó là một sự lãng phí và thất bại trong thiết kế. Ống hút giấy, ống hút cỏ hay ống hút gạo nếu bị bục, rã quá nhanh, không đủ bền trong suốt quá trình sử dụng, thì đó là sự thất bại trong việc thực hiện công năng. Và đương nhiên, bạn sẽ phải dùng nhiều ống hơn để đáp ứng nhu cầu và thời gian sử dụng. Điều này có hại về hiệu năng sử dụng vật liệu và đôi khi sẽ dẫn đến thiệt hại về kinh tế do gây ra cảm giác phiền hà, khó chịu cho người sử dụng, khách hàng. Bây giờ, chúng ta sẽ nói đến vấn đề tác động môi trường. Như các bài trước mình đã viết, để xem xét tác động của một sản phẩm nào đó thì phải xét toàn vòng đời. Và vì khi xét toàn vòng đời thì có rất nhiều cái hại của các loại ống hút dùng nguyên liệu phải qua trồng trọt, canh tác như gạo, bột mì, khoai mì và cả các thứ được khai thác tự nhiên không qua trồng trọt như giấy, cỏ bàng, tre nứa. Gạo, bắp, bột mì, khoai mì muốn có để sản xuất ống hút giấy thì phải trồng trọt. Đây là một trong những nguồn lương thực, thực phẩm chính và việc sử dụng thực phẩm để làm ống hút thay thế cho nhựa là một vấn đề liên quan đến phạm trù đạo đức do vấn đề đói nghèo vẫn còn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại nơi có đến hơn 600 triệu người đang sống trong cảnh thiếu đói, suy dinh dưỡng. Ngoài ra, tuy là lương thực, thực phẩm, những thứ chúng ta rất cần, rất lệ thuộc để tồn tại, nhưng bạn có bao giờ thắc mắc tác động môi trường của việc trồng trọt ra chúng không? Bạn có biết trồng lúa gạo là một trong những ngành gây ra tác động môi trường cực kỳ lớn, cực kỳ ô nhiễm không? Lượng phát thải khí methane của ngành nông nghiệp tại Trung Quốc gần bằng ngành năng lượng. Hoạt động trồng lúa chịu trách nhiệm cho 35,6% tổng phát thải methane của Trung Quốc và vòng đời tồn tại của khí quyển là khoảng 10 năm. Theo báo cáo tác động của quá trình trồng trọt lúa gạo toàn cầu của Miranda et al. Năm 2015, ý mình là quá trình trồng lúa gạo đóng góp khoảng 5-19% tổng khí thải methane toàn cầu, là loại khí thải nhà kính có khả năng hấp thụ nhiệt năng mặt trời khoảng 25 lần carbon dioxide cùng với phát thải ammonium và nitrous oxide rất lớn, bằng lượng tạo ra do 600 nhà máy điện than phát thải trong thời gian dài hoặc 1.200 nhà máy điện than phát thải trong thời gian ngắn. Chưa nói tới việc sử dụng phân bón gây hiện tượng phú dưỡng, lượng nước tiêu hao cho quá trình tưới tiêu và lượng thuốc trừ sâu có khả năng gây độc hệ sinh thái. Bằng ấy những tác động được tạo ra, tiêu tốn biết bao tài nguyên đã tạo thành, mà nỡ lòng nào đem làm ống hút, trong khi chưa chắc người ta đã ăn cái ống hút đó khi dùng xong, và cũng chưa chắc rằng người ta vứt bỏ đúng chỗ. Ý tưởng dùng những thứ ăn được, theo logic là phân hủy được như gạo, bột mì, khoai mì để làm ống hút đã có từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới có. Nhưng mình hoàn toàn không ủng hộ sản phẩm này vì sự lãng phí mà nó đem lại. Những sản phẩm khai thác tự nhiên không qua trồng trọt thì sao? Tre nứa, cỏ bàng thì khỏe rồi, có sẵn nên khai thác thôi nên không lo.
Không đâu bạn ơi, khai thác như thế nào cho bền vững, để cho thiên nhiên phục hồi thì tốt, chứ khai thác tận diệt thì cả cá ở đại dương cũng còn cạn kiệt, chứ đừng nói là rừng, trái nứa hay cỏ cây. Hơn nữa, việc khai thác giấy chỉ là sơ khởi để lấy nguyên liệu về thôi. Quá trình sản xuất bột giấy và giấy cũng là một trong những công nghệ hao tốn cực kỳ năng lượng và nước sạch. Mình để ở đây tấm hình so sánh túi nhựa và túi giấy để minh họa thôi nha. Tất nhiên, nó không phản ánh chính xác con số của ống hút, nhưng nó cũng có giá trị tham chiếu. Rồi đến quá trình thải bỏ cuối vòng đời, mình đã phân tích rất kỹ về các vật liệu phân hủy và tác động cuối vòng đời của các sản phẩm phân hủy này ở bài vật liệu phân hủy rồi. Một cách ngắn gọn, vật liệu phân hủy cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường bởi vì nó phân hủy, cũng tạo ra phát thải, cũng có thể gây hại cho hệ sinh thái và môi trường nếu bị xả bỏ bừa bãi, và nó rất có khả năng sẽ tạo ra một tâm lý dễ dãi trong việc vứt rác bừa bãi ra ngoài môi trường. Rồi khi chúng ta nhìn thấy tác động tiêu cực do người ta vứt bừa bãi những thứ phân hủy này, thì lại đi tẩy chay ống hút cỏ, ống hút tre hay ống hút gạo ư? Không, phải tẩy chay cái thằng vứt ra nó. Mình có đọc được một tài liệu hay trên website trường Longwood University. Litter and debris in our waterways có một câu như này. Một trong những khái niệm quan trọng mà sinh viên cần hiểu rõ đó là đằng sau mỗi mảnh vụn, mỗi thứ rác thải là một hành vi thô thiển, vô văn hóa của một người nào đó. Các bạn có thể cho rằng nhựa dễ bị vứt bừa bãi vì nó nhẹ, vì nó mỏng, vì khó dùng lại, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên vứt bỏ nó bừa bãi. Tương tự như vậy, ống hút cỏ, ống hút gạo có thể dễ phân hủy, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn nên vứt rác bừa bãi. Điều này cũng giống như victim blaming trong các trường hợp hiếp dâm. Vì bọn họ mặc đồ sexy, hở hang nên tôi có quyền hiếp dâm người ta sao? Bottom line ở đây là anh ta không được cưỡng hiếp người ta quan hệ tình dục với anh nếu người ta không đồng ý, dù họ ăn mặc thế nào. Và dù phải xài bất cứ vật liệu gì thì vứt rác bừa bãi để lọt rác thải ra ngoài môi trường là một việc làm đáng trách, vô ý thức, và chúng ta cần lên án nó chứ không phải bình thường hóa nó đi rồi đổ lỗi cho vật liệu. Ống hút tái sử dụng như ống hút inox hoặc ống hút thủy tinh thì sao? Chúng thì cũng khá bất tiện và cũng chưa chắc hợp vệ sinh đâu. Do mình đã nói khi nãy, hình dáng của nó khiến cho việc rửa sạch rất là khó khăn. Mỗi lần rửa cũng tốn nước nữa, tốn xà phòng, sản xuất ra cũng tốn nguyên liệu lắm, mà nó lại nặng nữa, 20-25 gram. Mình ước chừng thôi, bạn nào cân thử xem tốn mất bao nhiêu nguyên liệu nha. Mà bạn mua về thì dùng lại bao nhiêu lần? Có phải là lúc nào cũng dùng đâu mà mua chi tốn tiền? Mà ống hút kim loại thì cũng có vị kim loại nữa, bởi vì bên trong tối thui, ống hút thủy tinh thì dễ vỡ nữa. Vậy chứ giờ dùng loại nào? Sao phải dùng? Không dùng thì có làm sao? Đối với một người theo chủ nghĩa Deep Ecologist thì trước khi hỏi làm sao để cải tiến sản phẩm, hoạt động này, thì họ sẽ hỏi tại sao lại cần chúng? Liệu chúng ta có thể thực hiện chức năng đó mà không cần dùng tới nó hay không? Các bạn thử nghĩ đi, chúng ta đâu cần dùng ống hút nhiều đến như vậy. Uống bia, uống nước hay uống coca, hay thậm chí uống nước dừa thì chỉ cần đổ ra ly thôi, chứ có gì đâu mà phải dùng ống hút. Uống trà sữa có trân châu thì cần, mà dùng xong thì bỏ thùng rác là được rồi. Ai chịu khó thì dùng muỗng. Hồi xưa mình uống sinh tố, lấy muỗng húp rột rột hết còn nhanh hơn ống hút. Nếu mà bạn không có bị bệnh động kinh hay khuyết tật hay có vấn đề về răng miệng, mới nhổ răng hay amidan hay gì gì đó, thì bạn hoàn toàn có thể ăn uống bình thường mà không cần dùng ống hút mà. Mấy bạn gái xinh đẹp vừa muốn son không trôi, vừa bảo vệ môi trường thì cứ dùng ống hút nhựa. Và quan trọng nhất là bỏ rác đúng chỗ. Bỏ rác đúng chỗ mà còn không làm được thì đừng ăn uống gì nữa cho nó đẹp. Đẹp mãi mãi luôn. Các bạn mà làm nhà hàng mà quan tâm đến việc bảo vệ môi trường thì các bạn không cần đổ sang ống hút thủy tinh hay ống hút giấy đâu. Mình vẫn thấy là ống hút nhựa vệ sinh hơn và tốt hơn. Chỉ cần các bạn không cho ống hút bừa bãi nữa và hỏi người dùng nếu cần thì bảo cho các bạn là được. Cách làm này có thể nhấn mạnh ống hút như một thứ gì đó cần được đối xử đặc biệt, và tự nhiên người ta sẽ có ý thức hơn về cái ống hút nhỏ bé mà người ta dùng hơn. Có thể sau này họ cũng sẽ để ý hơn khi phải dùng ống hút ở các nơi khác, hoặc khi thấy ống hút bị vứt lung tung ở ngoài đường. Như các bạn đã thấy, việc trồng trọt lúa gạo cũng tạo ra tác động môi trường to lớn. Nhưng không lẽ chúng ta cũng tẩy chay lúa gạo để đi ăn một thứ khác? Rõ ràng vì chúng ta cần gạo, cần lương thực, thực phẩm để sống, nên việc cần làm ở đây là không phải đi tẩy chay nó, mà thực hành trồng trọt hợp lý hơn. Tránh lãng phí thực phẩm nếu có thể chứ, phải không? Hãy làm điều tương tự cho nhựa, bởi tác động môi trường, số phận của sản phẩm, số phận của các loài sinh vật nằm trong tay bạn, trong tay mỗi chúng ta, nhiều hơn là bản thân cái vật liệu, sản phẩm đó. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết ống hút cỏ, giấy hay ống hút nhựa. Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Còn mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại.